IAEA khuyên Nhật Bản xả nước ô nhiễm phóng xạ ở Fukushima ra biển, tin từ Tokyo. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, ông Yukiya Amano, hôm nay cho biết Nhật Bản nên xem xét việc xả nước ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima vào đại dương sau khi đã được xử lý đúng cách. Nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại trong thảm họa sóng thần và động đất cách đây 3 năm, đang có hàng trăm bồn chứa hàng trăm tấn nước phóng xạ đang chờ để được làm giảm độ phóng xạ. Các bồn chứa đã liên tục được xây dựng lên kể từ sau khi xảy ra thảm họa, với các công nhân tìm cách xây dựng các bồn chứa nhanh hơn tốc độ nước nhiễm phóng xạ tích trữ. Ông Amano nhấn mạnh đây không phải là một phương cách an toàn và lâu dài. Nhà điều hành nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi là công ty điện lực Tokyo đã gặp phải một loạt các vấn đề, bao gồm thất thoát nước phóng xạ và mất điện. Vào tháng trước, TEPCO cho biết đã tìm thấy 100 tấn nước nhiễm phóng xạ đã chảy ra khỏi bể chứa tại Fukushima. Công chúng Nhật Bản vẫn còn chia rẽ về điện hạt nhân và các cộng đồng ở quận Fukushima tỏ ra thận trọng đối với việc xả nước ô nhiễm ra biển hơn 3 năm sau trận động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011 làm hư hại nhà máy Fukushima Daiichi cách Tokyo 220 km về phía bắc.